Xung đột Đông Âu tăng nhiệt, lửa thu địch giữa Nga và phương Tây cũng theo đó sụp sôi, bóng ma thế chiến thêm lần nữa bùa vây, ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình mong manh tột độ. Vừa qua, Mỹ cùng đồng minh NATO tập trận triển khai binh lính trong môi trường tương tự Ukraine. Hiềm khích trùng trùng, Nga tố Mỹ kéo dài xung đột Đông Âu kích động thế chiến thứ ba. Chưa dừng lại ở đó, có phải Mỹ cố tình đun trào lửa sát vách Nga, bóp nghẹt sáng kiến hòa bình Ukraine từ trong chính nước? Tuy nhiên, Đức khẳng định xung đột Ukraine không làm leo thang căng thẳng giữa Nga NATO. Giữa lúc ấy, trao đổi Ukraine vẫn cháy rừng rực từng giờ. Xe tăng bay Nga tấn công quân đoàn quốc tế của Ukraine. Ông chủ Wagner nêu khả năng một ngày Nga thức giấc và nhận ra đã mất bán đảo Crimea. Ông Zelensky cảnh báo Nga cố tình do gì phóng xạ ở nhà máy hạt nhân Zaporizhia, khuyến khích bắn hạ trực thăng địch. Diễn biến khác đáng chú ý, Trung Quốc mỉa mai chuyến quá cảnh của Hải quân Hoa Kỳ ở eo biển Đài Loan. Hàn Quốc cam kết phối hợp với Mỹ đảm bảo an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Indonesia rời địa điểm tập trận giữa các nước ASEAN. Biến đổi khí hậu khiến người dân nhiều nước khốn đốn. Bệnh viện quá tải khiến độ quay cuồng và nắng nóng. Trung Quốc cảnh báo sóng nhiệt trở lại khu vực phía Bắc. À, chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế cập nhật những diễn biến sục sôi khối đảo tình hình thế giới. À, thưa quý vị, khi xung đột Ukraine bùng nổ, nhiều nước châu Âu giật mình nhìn lại năng lực quốc phòng và thúc đẩy hàng loạt động thái quân sự vừa tăng khả năng gian đe, vừa nâng cao năng lực đối phó với phe thủ địch. À, đơn cử Sputnik hôm 22 tháng 6 đưa tin, quân đội Đan Mạch đang huấn luyện binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trong môi trường mô phỏng các khu vực ở Ukraine. Theo Sputnik trong cuộc huấn luyện nói trên, Đan Mạch có thiết lập khu vực liên quan đến sân bay Arup trên bán đảo Julen và thực thi các nhiệm vụ trực thăng đến đảo Funen. Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng Mỹ và Thụy Điển. Mặc dù đảo Funen nằm ở Baltic và cách Ukraine hơn 1.000 km, nhưng nơi này có cảnh quan bằng phẳng nên được đánh giá là tương đồng với các thảo nguyên có rừng thưa của Ukraine. Được biết, cuộc huấn luyện vừa qua bao gồm nội dung bay tầm thấp trên các ngọn cây có độ cao 50 m Một phi công nói với truyền thông Đan Mạch, chúng tôi huấn luyện bay thấp trong tình huống có lực lượng thù địch nổi dậy. Kẻ thù có thể được trang bị tên lửa đất đối không, nên chúng tôi phải ẩn mình càng lâu càng có lợi. Trung tá Brian Brocher, thuộc lực lượng hỗ trợ hoạt động của không quân Đan Mạch nhấn mạnh, cuộc tập trận phức tạp này không nên bị quy chụp là dấu hiệu cho thấy binh sĩ Đan Mạch chuẩn bị đến chiến trường Ukraine. Copenhagen chỉ đang chuẩn bị năng lực ứng phó cho các tình huống khác nhau và chứng minh lực lượng NATO luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Cuộc tập trận ở trên đã khiến Nga nóng mặt đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Babin còn chỉ trích nước sở tại leo thang căng thẳng sau hàng loạt nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Pompey nói liên quan đến xung đột ở Ukraine, Đan Mạch chỉ quan tâm đến việc cung cấp thiết bị quân sự và tiếp tục kéo dài chiến sự. Họ không hề nghĩ rằng chính sách đó sẽ không thể dẫn đến hòa bình cho Đông Âu. Trái lại, nó chỉ thổi bùng xung đột và tăng nguy cơ các nước NATO tham chiến. Không chỉ Đan Mạch, Moscow mới đây tiếp tục chỉ trích Washington kéo dài cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine và kích động thế chiến thứ ba. TASS hôm 22 tháng 6 dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết theo cơ quan dịch vụ báo chí của Đại sứ quán Nga tại Mỹ, ông Antonov đã gai gắt cho rằng người Mỹ dễ dàng xài tiền hoang phí cho Ukraine, lầu năm góc có thể chi quá đà cho nguồn cung thiết bị quân sự gửi đến Kiev. Họ thậm chí tính toán sai tới hàng tỷ đô la. Vì đại sứ nói thêm, trong khi nhiều nguồn quỹ không nằm trong dự tính được Mỹ phân bổ để chi trả nguồn vũ khí hỗ trợ cho Ukraine, có nhiều quốc gia nghèo châu Phi, Mỹ Latin và châu Á bị bỏ rơi trong nghèo khổ, người dân ở nhiều nơi trên hành tinh này bị chết đói. Vậy mà Mỹ cho rằng kéo dài xung đột đẫm máu và khơi mào thế chiến thứ ba là điều cấp thiết hơn. Phương Tây trên thực tế đã can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine. Theo tas trước đó khi được hỏi về nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa xung đột Đông Âu, khi phương Tây và Washington ra sức viện trợ cho Ukraine, đặc biệt là trường hợp cấp tiêm kích F-16, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ <laughs> vora Patan thừa nhận, đằng sau chiến lược hỗ trợ quân sự cho Kiev là nỗ lực thúc đẩy nguồn cung vũ khí cho quân đội Ukraine. Trước đó trong cuộc phỏng vấn với Ati, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov đã có bình luận liên quan đến nguồn cung vũ khí mà phương Tây chuyển cho Kiev. Trong đó ông nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu với việc đảm bảo an ninh cho vùng Donbass ở phía đông Ukraine, mặc dù hiện nó đã trở thành cuộc chiến với tập thể phương Tây. Chưa dừng lại ở đó, đại sứ Nga tại Mỹ còn nói rằng chính vì cố tình kéo dài xung đột nên Mỹ phải chi trả cho việc tái thiết Ukraine. Ông còn cáo buộc Washington cố tình đun chảo lửa sát vách Moscow bóp nghẹt mọi sáng kiến hòa bình cho Ukraine từ trong trường nước. Sputnik hôm 22 tháng 6 cho biết ông Antonov nói rằng chính quyền Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra ở Ukraine. Họ phải tái thiết đất nước Đông Âu này. Vị đại sứ tiếp tục phân tích, cuộc xung đột Ukraine là hệ quả của những nỗ lực có chủ đích và kéo dài nhiều năm của Hoa Kỳ nhằm tạo ra điểm nóng căng thẳng gần biên giới Nga, biến Ukraine thành một nước chống lại Moscow. Ông Antonov nhấn mạnh, Hoa Kỳ đang kích động đối đầu, bơm cho Ukraine vũ khí mạnh mẽ và bóp chết mọi sáng kiến hòa bình từ trong trứng nước. Mỹ đối xử ra sao với mạng sống của những người dân vô tội? Washington sẽ đền đáp người Ukraine như thế nào? Những người mà Mỹ đang đẩy vào cuộc tấn công trực diện đầy liều lĩnh với danh nghĩa là một cuộc phản công? bị đại sứ chất vấn. Giữa lúc căng thẳng Đông Tây tăng nhiệt trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 22 tháng 6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói xung đột Ukraine được cho là sẽ không thổi bùng căng thẳng giữa Nga và NATO. Thông tin được TASS đăng tải cùng ngày. Cụ thể, Thủ tướng Đức nói, chúng tôi đảm bảo rằng xung đột Đông Âu không dẫn đến tình huống leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO. Điều đó chưa xảy ra và sẽ không xảy ra. Ngoài ra, nhà lãnh đạo cũng cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine, nhưng bác bỏ giấc mơ gia nhập Liên minh NATO của quốc gia Đông Âu này. Chúng ta phải tỉnh táo, nhìn nhận tình hình, Austro nói với các nhà lập pháp Đức. Và lưu ý thêm rằng chính phủ Ukraine đã thừa nhận nước này không thể gia nhập Liên minh quân sự phương Tây khi vẫn đang trong cuộc chiến. Austro nói, trong hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở Vilnius sắp tới, tôi đề nghị chúng ta tập trung vào ưu tiên hàng đầu là tăng cường khả năng chiến đấu của Ukraine. Trong khi Kiev và các đồng minh thân thiết ở Đông Âu kêu gọi các bước đi cứng rắn hơn để thúc đẩy tư cách thành viên NATO của Ukraine, thì các chính phủ phương Tây như là Mỹ và Đức lo ngại động thái đó có thể đẩy liên minh đến gần cuộc chiến với Nga. Còn tại chiến trường Ukraine, các cuộc bắn phá tiếp diễn tàn khốc. Phi đội tiêm kích Su-34 khí tài vốn được mệnh danh là xe tăng bay thuộc nhóm tác chiến Battle Group West của Nga đã tấn công vào các đơn vị quân đoàn quốc tế của Ukraine ở vùng Kupiansk. Phát ngôn viên của nhóm Battle Group West, ông Sergei Zibinsky nói với tát hôm 22 tháng 6, khi tác chiến theo hướng Kupiansk, phi đoàn tiêm kích Su-34 của Battle Group West đã tấn công lính, vũ khí và thiết bị đặc biệt của quân đoàn quốc tế thuộc Ukraine, cụ thể là trong khu định cư Kovsharovka. Ông Dibisky cho biết, ngoài ra nhóm Batukovs cũng đã tiêu diệt một đơn vị gồm quân và một phương tiện vũ trang của Ukraine ở vùng Kharkov bằng pháo binh và xe tăng T-72B3. Pháo binh và hỏa lực từ xe tăng T-72B3 được triển khai ở các khu vực Kishlovka và Koliarovka, đã tiêu diệt một đơn vị và một phương tiện của phe địch, phát ngôn viên nêu chi tiết. Nội bộ Nga lại lục đục lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner. Yevgeny Prigozhin mới đây tiếp tục cáo buộc giới chức hàng đầu ở Điện Kremlin lừa dối người dân về tiến trình tấn công của Ukraine. Ông đồng thời chỉ ra những bước tiến của Kiev trên mặt trận, yếu tố được cho là bị Moscow che giấu. Trang tin độc lập của Nga The Moscow Times hôm 22 tháng 6 cho biết, Hồi đầu tháng này, quân đội Kiev chính thức phát động cuộc phản công ở phía đông và phía nam đất nước trong nỗ lực giành lại lãnh thổ đã mất kể từ năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây liên tục nhấn mạnh các cuộc tấn công của Ukraine đã thất bại. Tuy nhiên, ông trùm lính đánh thuê qua lực lượng tấn công chủ lực của Moscow ở các thành phố phía đông, bao gồm từ địa Bắc Mút, đã cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga che giấu sự thật và đánh rơi lãnh thổ giành được vào tay quân đội Ukraine. Trong file âm thanh do người phát ngôn tiết lộ, lãnh đạo Wagner nhấn mạnh, họ đang lừa dối người dân Nga theo ông, nhiều ngôi làng bao gồm Piatikhaki mà Moscow giành được đã bị mất do thiếu vũ khí và đạn dược. Ông chùm lính đánh thuê lưu ý thêm, quân đội Ukraine đang tìm cách vượt sông Dnipro, một ranh giới tự nhiên ở tiền tuyến phía Nam. Tất cả điều này hoàn toàn bị che giấu, người đàn ông 62 tuổi nói. Lãnh đạo Warner cảnh báo một ngày Nga sẽ tỉnh giấc và phát hiện ra Crimea cũng đã được bàn giao cho Ukraine. Theo The Moscow Times, Kiev đã báo cáo các bước tiến khiêm tốn giành lại 8 khu dân cư sau những bước tiến thận trọng chống lại phòng lũy kiên cố của Nga. Hôm 21 tháng 6, Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định quân đội Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề và tình hình tiền tuyến đã tạm lắng. Trang tin Independent hôm 22 tháng 6 cập nhật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội nước này đang đạt được bước tiến trong tất cả các cuộc giao tranh ở tiền tuyến. Ông đồng thời kêu gọi các lực lượng bắn hạ từng máy bay trực thăng của Nga. Trong bài phát biểu hàng đêm mới đây, Tổng thống Zelensky nói ở tiền tuyến khốc liệt miền Nam, chúng tôi đang tiêu diệt kẻ thù. Ở hướng Donetsk, chúng tôi cũng đang triệt hạ kẻ địch. Theo hướng Kupias, bất kể Nga lên kế hoạch cực đoan như thế nào, chúng tôi vẫn sẽ triệt hạ họ. Nhà lãnh đạo nói thêm quân đội Ukraine đang đạt bước tiến ở miền Nam. Cảm ơn các chiến binh. Ở phía đông, hàng phòng thủ của chúng ta vẫn vững chắc. Tôi đặc biệt biết ơn các chàng trai vì mọi nỗ lực bắn hạ từng máy bay trực thăng của Nga về hạ gục thành công từng máy bay địch là điều rất quan trọng. Ngoài ra vừa qua, ông Zelensky cũng tuyên bố Nga đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công cực đoan nhắm vào nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Trong một dòng tweet, nhà lãnh đạo viết, tình báo Ukraine nhận được thông tin Nga đang cân nhắc tiến hành tấn công cực đoan vào cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với vụ dò dỉ phóng xạ. Họ đã chuẩn bị mọi thứ cho nỗ lực này. Nga chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ có chuyến thăm Nga trong ngày 23 tháng 6 để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi sẽ hội đàm với Alexei Likachev, người đứng đầu công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga. Ông Dryabkov cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga bên bờ biển Baltic giữa Litva và Ba Lan. Được biết, khi đến thăm Ukraine vào ngày 15 tháng 6, Tổng giám đốc IAEA nói rằng tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine đang rất nghiêm trọng. Theo ông Rafael Grossi, mực nước trong hồ chứa cung cấp năng lượng cho nhà máy đang giảm dần đều. Song đây chưa phải là mối nguy hiểm tức thời. Đáng lo ngại nhất chính là nguy cơ vỡ cổng chứa nước đe dọa đến khả năng làm mát của lò phản ứng. Hiện tại 5 trên 6 lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động. Phát biểu trong chuyến thăm đến Ukraine, ông Grossi khẳng định các nhân viên của IAEA vẫn ở lại nhà máy để làm việc. Thông tin đáng chú ý khác từ phía Ukraine, Bộ trưởng Năng lượng German Kalochenko cho biết, Nga có thể đóng một trong những đường ống cuối cùng mang khí đốt của Nga tới châu Âu khi hợp đồng cung cấp khí đốt của Ukraine với Gazprom hết hạn vào cuối năm tới. Reuters ngày 22 tháng 6 trích lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galuchenko nhận định cơ hội để Kiev và Moscow đồng ý gia hạn hợp đồng vận chuyển 5 năm được ký lần đầu vào năm 2019 là rất mong manh, mặc dù tuyến dẫn qua Ukraine chiếm gần 5% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu. Khi được hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng đàm phán lại thỏa thuận với Nga khi chiến sự đang xảy ra hay không, ông Galuchenko trả lời, tôi không nghĩ hai động thái này có thể diễn ra song song. Và lúc này, Ukraine đang chuẩn bị cho việc nguồn cung bị cắt giảm Reuters cho hay vào tháng 4, tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga đã cảnh báo khả năng duy trì lượng dự trữ khí đốt của châu Âu trong mùa đông 2023-2024, phụ thuộc vào nhu cầu của châu Á do nguồn cung rất thấp từ Nga. Được biết, sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, giá khí đốt ở khu vực châu Âu tăng cao do đường dẫn tới Moldova, hành lang vận chuyển khí đốt cuối cùng của Nga tới châu Âu có một phần đi ngang qua lãnh thổ Ukraine. Bộ trưởng Kaluzhenko cho biết châu Âu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng nguồn cung tiếp tục chậm lại sau khi đã thích ứng với những đợt cắt giảm tương tự bằng cách hạn chế nhu cầu và tìm nguồn nhập khẩu thay thế như khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG. Vào năm ngoái, Liên minh châu Âu đã đầu tư mạnh vào nhập khẩu LNG và thông qua quy định tăng cường lưu trữ để chống lại bất kỳ sự thiếu hụt nào sau khi nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu bị thu hẹp do chiến sự ở Ukraine. Gazprom hiện vẫn chưa bình luận về thông tin ở trên. Thông tin khác liên quan đến Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết là lãnh đạo các quốc gia đang theo đuổi chính sách thù địch với Moscow không nên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8. Hãng tin Sputnik ngày 22 tháng 6 đưa tin. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, việc quyết định khách mời tùy thuộc vào chủ nhà, đây là thông lệ đã được thiết lập. Tuy vậy, yếu tố khác cần được cân nhắc là ý kiến của tất cả những nước thuộc khối BRICS. Nga không chấp nhận khách mời là lãnh đạo của một số quốc gia đang theo đuổi chính sách thù địch. Một nhà lãnh đạo như vậy không phù hợp là khách mời của BRICS. Moscow đã truyền đạt qua điểm này đến lãnh đạo Nam Phi và hy vọng nước chủ nhà sẽ xem xét, ông Ryabkov cho biết thêm. Trước đó có thông tin cho rằng ông Macron đã đề nghị Tổng thống Nam Phi Shirin Ramaphosa gửi lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, Nam Phi không cho biết liệu nước này có sẵn sàng cho phép các nhà lãnh đạo quốc tế khác tham dự sự kiện hay không. Được biết, BRICS là tổ chức của các nền kinh tế đang phát triển lớn nhất thế giới, gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Một số quốc gia khác có ý định tham gia khối kinh tế này bao gồm Argentina, Iran, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập. Nam Phi quốc gia đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của BRICS vào tháng 1 sẽ giữ vai trò chủ nhà để tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 vào tháng 8. Chuyển sang tình hình khu vực châu Á, một tàu cảnh sát biển Hoa Kỳ vừa đi qua eo biển Đài Loan trong ngày 20 tháng 6. Ở chuyến quá cảnh mà Trung Quốc mô tả là một hành động cường điệu ồn ào sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm cấp cao đến Bắc Kinh một ngày trước đó. Theo thông báo của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ, hạm đội an ninh quốc gia Stratton đã thực hiện một chuyến đi thường lệ ở eo biển Đài Loan với lộ trình đi qua không phận vào vùng biển tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế. Việc Stratton quá cảnh qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Quân đội Hoa Kỳ sẽ hiện diện và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, thông báo cho biết thêm. Reuters cho hay chuyến quá cảnh của hạm đội Stratton diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, trong đó hai nước đồng ý ổn định mức độ cạnh tranh để không dẫn đến xung đột. Mặc dù vậy, chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ không tạo được bước đột phá lớn nào giữa quan hệ hai nước. Sau thông báo của hạm đội 7, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc mô tả chuyến quá cảnh của Hải quân Hoa Kỳ là một hành động cường điệu ồn ào phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển trung quốc cho biết đã bám đuôi tàu mỹ suốt chặng đường đồng thời khẳng định trung quốc kiên quyết bảo vệ an ninh và chủ quyền liên quan đến lợi ích hàng hải quốc gia được biết eo biển đài loan là khu vực ngăn cách giữa trung quốc với đảo đài loan là nguyên nhân gây căng thẳng thường xuyên khi bắc kinh đang gia tăng áp lực chính trị và quân sự nhằm buộc hòn đảo này chấp nhận chủ quyền của đại lục Sáng ngày 22 tháng 6, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cùng Mỹ tích cực đóng góp vào khả năng phòng vệ chung cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương dựa trên cơ sở thỏa thuận an ninh hai nước. Theo trang tin Korea Herald, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Tae Hyo bày tỏ tin tưởng sau khi Mỹ và Hàn Quốc thông qua tuyên bố Washington, nước này sẽ có được sức mạnh gian đe hạt nhân của Mỹ để đối mặt với những mối đe dọa quân sự đến từ Bắc Triều Tiên. Được biết hồi tháng 4 năm nay, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thông qua tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng nhằm tăng cường cam kết lâu dài của Mỹ. Theo đó, Washington sẵn sàng sử dụng toàn bộ khả năng quân sự, bao gồm cả hạt nhân để bảo vệ đồng minh của mình. Ông Kim đánh giá tuyên bố này là cột mốc quan trọng và cho biết, đây là lần đầu tiên Mỹ thông qua tuyên bố phòng thủ chung với một đồng minh cụ thể. Theo ông, hệ thống phòng vệ đã được thiết lập cho phép Hoa Kỳ, Hàn Quốc cùng nhau thảo luận và đưa ra các phản ứng thích hợp trước các mối đe dọa bất cứ lúc nào. Quan chức này cũng nhấn mạnh sức mạnh quốc phòng là nền móng kiến tạo hòa bình. Nếu muốn bảo vệ an ninh, cần phải có sức mạnh quân sự và đủ quyết tâm để sử dụng khi cần thiết. Cùng với Hoa Kỳ, Seoul sẽ tích cực đóng góp vào việc thiết lập khả năng phòng vệ chung tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đồng thời, hai quốc gia sẽ cùng nhau tăng cường nỗ lực nhằm thực hiện các cam kết trong tuyên bố Washington, ông Kim Tae-yong khẳng định. Thông tin đáng chú ý khác ở khu vực châu Á, Reuters ngày 22 tháng 6 đưa tin Indonesia vừa thay đổi địa điểm tổ chức cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên của ASEAN. Theo ông Julius Wijoyono, phát ngôn viên quân đội Indonesia, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 18 đến 25 tháng 9 tới sẽ được di chuyển đến biển Nam Natuna, thuộc chủ quyền của Indonesia. Cuộc tập trận này không tập trung vào thực chiến, vì vậy sẽ rất phù hợp cho khu vực phía Nam, ví dụ như đảo Batam, nơi có nhiều sự hiện diện của thường dân. Ông Guido cho biết thêm. Quân đội Indonesia cho biết việc di chuyển địa điểm là quyết định độc lập và không có sự can thiệp từ các quốc gia khác. Ngoài ra, Indonesia cũng thông báo Campuchia và Myanmar vẫn chưa phản hồi lời mời tham dự cuộc họp. Để chuẩn bị cho cuộc tập trận diễn ra trong ngày 26 tháng 6 giữa các nước ASEAN, tiến tức liên quan đến đời sống kinh tế xã hội theo CCTV, một quan chức nằm trong cơ quan chống chất cấm của Trung Quốc hôm 21 tháng 6 khẳng định các thiết bị và chất hóa học mà Bắc Kinh xuất khẩu chủ yếu liên quan đến hàng hóa thông dụng, không phải là công cụ để sản xuất fentanyl như Mỹ cáo buộc. Theo truyền thông Trung Quốc, Mỹ đã hai lần áp đặt đòn trừng phạt vào nhiều công ty và cá nhân của Trung Quốc vì cho rằng những hóa chất, máy dập viên và thiết bị từ Trung Quốc chảy sang Mexico là để sản xuất fentanyl. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ông Yu Ha phó giám đốc của Ủy ban Kiểm soát Chất cấm Trung Quốc nói rằng Mỹ tiếp tục thổi phồng cái gọi là hóa chất từ Trung Quốc chảy sang Mexico. Trên thực tế, những hóa chất mà Washington đề cập cũng như những sản phẩm như máy dập viên, máy đóng viên nan là những mặt hàng thông thường, không chịu các quy định kiểm soát về vấn đề chất cấm của quốc tế cũng như Bắc Kinh. Ông Yu nói, Trung Quốc tin rằng giảm nhu cầu cũng như nguồn cung nội địa là giải pháp căn cơ để giảm tình trạng lạm dụng fentanyl ở Mỹ. Việc đổ lỗi cho quốc gia khác không giải quyết được gốc rễ vấn đề, Chúng tôi hy vọng Washington sẽ hành động cứng rắn và có nghĩa hơn liên quan trong vấn đề này. Liên quan đến kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi của Nhật Bản, đài CCTV ghi nhận nhiều người dân xứ mặt trời mọc tiếp tục bày tỏ lo ngại quyết định của chính phủ sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường và cuộc sống của con người. Những người dân đến từ Iwaki, thành phố lớn nhất của tỉnh Fukushima nói rằng họ cực kỳ lo lắng về quyết định thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi của chính phủ liên quan đến việc xả nước thải có nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển. Họ tin rằng quyết định này sẽ tác động trầm trọng đến môi trường và đời sống con người. Cụ thể người dân Iwaki cũng cho rằng việc đổ nước thải nhiễm phóng xạ ra biển không chỉ gây ô nhiễm phóng xạ, thảm họa môi trường mà còn hủy hoại sinh kế của ngư dân địa phương. Cá không ở một nơi, chúng bơi vòng quanh thậm chí ra những nơi xa. Vì vậy việc xả nước thải có nhiễm phóng xạ có thể gây rủi ro không chỉ cho Nhật Bản mà còn toàn thế giới, một người dân nói. Cư dân khác bày tỏ Fukushima từng là nguồn cung cá ngon có tiếng. Tuy nhiên, giờ đây tiếng tăm đã dần mai một. Nếu nước thải nhiễm phóng xạ được đổ ra đại dương, ngành ngư nghiệp của Fukushima sẽ sụp đổ. Được biết, bất chấp những nghi ngại và chỉ trích cả trong và ngoài nước, chính phủ Nhật Bản hồi tháng 4 năm 2021 quyết định lọc và pha loãng nước nhiễm phóng xạ từ các nhà máy hạt nhân của Fukushima và thải ra biển từ năm 2023. Quá trình này dự kiến kéo dài 20 đến 30 năm, cho đến khi nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động. Hôm 12 tháng 6, TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, bắt đầu thử nghiệm cơ sở vật chất được thiết kế để xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân giữa lúc làn sóng phản đối kịch liệt vẫn diễn ra trong và ngoài nước. Quyết định xả thải đã châm ngòi hàng loạt cuộc biểu tình khắp Nhật Bản cũng như các quốc gia láng giềng gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và các quốc đảo Thái Bình Dương. Ở giải Gaza, ngư dân Palestine nói rằng họ không phải vật lộn kiếm sống khi Israel thu hẹp các khu vực đánh bắt trên biển. Ngành ngư nghiệp vốn bấp bênh nay lại khó khăn trăm bề. Trong một video do Reuters đăng tải hôm 2 tháng 6, các tàu Israel đã bắn và phun nước vào các tàu đánh cá của ngư dân Palestine ở biển Địa Trung Hải, nơi gần các bờ biển Gaza. Reuters không thể xác minh độc lập video nói trên. Hiện có 2,3 triệu người sống ở Gaza và do nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas cai trị. Nơi này bị Israel và Ai Cập phong tỏa. Người dân ở Gaza, Mohamed Anhisi, 75 tuổi, nói rằng gần đây họ đối mặt với nhiều vụ quấy rối và phải hạn chế hoạt động đánh bắt trong bán kính 6 dặm khi ra khơi. Ông Hisi kể, khi chúng tôi tiến gần vùng biển người Do Thái, họ bắt đầu quấy rối bắn vào phun nước của chúng tôi. Khi trước, chúng tôi được tiếp cận vùng biển trong khoảng 15 dặm về phía Bắc. Lúc đó họ chưa từng làm phiền chúng tôi, nhưng giờ đây họ chỉ cho phép chúng tôi khai thác 6 dặm và giới hạn hoạt động rất nhiều. Ngư dân này cũng cảnh báo tình trạng phong tỏa hiện tại đã phá hủy nền kinh tế của Palestine và có thể khiến nhiều người mất hy vọng vào cuộc sống. Chúng tôi bị cách ly khỏi thế giới. Nếu liều lĩnh, họ sẽ bắn chúng tôi ngay. Đi về phía Tây, người Ai Cập sẽ chĩa súng về phía chúng tôi. Về phía Bắc, người Do Thái chờ sẵn. Chúng tôi nên đi về đâu đây? Ông Hishi cố kìm cơn giận. Cáo buộc Israel phá hủy ngành ngư nghiệp. Người đứng đầu Ủy ban Liên đoàn Ngư dân Palestine, Zakaria Bak, nói rằng người Palestine đang đối mặt với các cuộc tấn công tình trạng tội phạm và nguy cơ bị bắt giữ. Reuters đưa tin giới chức và người dân Palestine nói rằng những người định cư Israel ở bờ Tây đã quấy rối các thị trấn của họ vào ngày 21 tháng 6. Những người này đốt phá ô tô và các tòa nhà. Đây được cho là màn trả thù sau khi các chiến binh Hamas tiêu diệt 4 người Israel sống gần khu định cư. Ở Tumus Aya, một thị trấn thịnh vượng gần thành phố Ramallah nổi tiếng thuộc trung tâm bờ Tây, nơi có những người Palestine giàu có sinh sống. Cảnh quay do Reuters đăng tải cho thấy chiếc ô tô bốc cháy với những đám khói đen cuồn cuộn. cuộn. Trong đêm, cư dân một số thị trấn Palestine khác cũng xác nhận đã xảy ra cuộc tấn công của người định cư Israel. Giữa lúc các bộ trưởng cấp cao trong chính phủ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn trên khắp bờ Tây. Jacob Oweis, Chủ tịch Hội đồng làng Al-Lupan Al gần Dramela, cho biết một nhóm đông đảo những người định cư đã tấn công các thị trấn của Palestine. Họ đốt chạm xăng, vườn cây ăn quả và nhà máy xi măng cùng hàng chục ô tô trong khi binh lính và cảnh sát Israel túc trực. Hiện quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về diễn biến trên. Theo Reuters, các vụ bạo lực mới nhất diễn ra sau nhiều ngày tình hình ở bờ Tây tương đối yên nắng. Diễn biến trên càng cảnh báo sự bất ổn của vùng lãnh thổ mà Israel chiếm đóng, nơi quân đội đã tiến hành các cuộc càn quét thường xuyên hơn trong một năm qua và dẫn đến nhiều lần đụng độ với các chiến binh Palestine. Các cuộc tấn công trong đêm diễn ra vài giờ sau khi hai tay súng của nhóm Hồi giáo kiểm soát Gaza của Palestine nhắm mục tiêu vào một nhà hàng ven đường và chạm xăng gần khu định cư Eli, khiến 4 người Israel thiệt mạng. Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nhiều nước. Reuters ngày 22 tháng 6 đưa tin, các bệnh viện ở bang Uttar Pradesh chật kiến bệnh nhân khi nhiều người đổ bệnh do tình trạng nắng nóng kéo dài ở Ấn Độ. Tại một bệnh viện ở quận Balia, nhiều bệnh nhân say nắng phải nằm trước quạt, làm mát và sử dụng nguồn cung cấp oxy. Reuters cho hay nhiệt độ tăng lên gần 45 độ C cũng khiến cho cuộc khủng hoảng nguồn điện ở quận Balia càng thêm nghiêm trọng. Trong khi đó, một linh mục người Hindu trong quận cho biết, số thi thể được đưa đến lò hỏa táng gần sông Hằng đã tăng gấp đôi trong tuần qua, khi đợt nắng nóng tiếp tục tàn phá các vùng đất của Ấn Độ. Vào tuần trước, Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng cực độ ở một số vùng của đất nước bao gồm bang Uttar Pradesh và Bihar. Thời báo Time of India ngày 19 tháng 6 đưa tin ít nhất 54 người qua đời tại một quận ở bang Uttar Pradesh, khu vực miền Bắc Ấn Độ chỉ trong vài ngày. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu những thiệt hại về người có phải do sóng nhiệt trong khu vực hay không. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã sa thải Dewaka Singh, giám đốc y tế tại bệnh viện trung tâm bang Balia, vì nói rằng những cái chết là do nắng nóng gây ra một cuộc tranh cãi chính trị. Theo tổ chức y tế thế giới, Ấn Độ ghi nhận trung bình từ 5 đến 6 đợt nắng nóng hàng năm ở các khu vực phía bắc từ tháng 3 đến tháng 6 và đôi khi kéo dài đến tháng 7. Trong khi đó tại Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đưa ra cảnh báo nghiêm trọng thứ hai về nhiệt độ cao, dự kiến là sẽ kéo dài đến cuối tuần khi miền Bắc Trung Quốc phải đối mặt với một đợt nắng nóng khác. Reuters ngày 2 tháng 6 đưa tin. Theo Reuters, chính quyền Trung Quốc đưa ra cảnh báo màu cam khi nhiệt độ có thể tăng lên 39 độ C ở hầu hết các khu vực phía Bắc từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6. Vào tuần trước, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Đông ở miền Bắc Trung Quốc đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng, khiến chính quyền địa phương phải tăng cường nỗ lực bảo vệ mùa màng đảm bảo an toàn cho khách du lịch, tạm dừng các hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Vào ngày 15 tháng 6, nhu cầu sử dụng điều hòa không khí đẩy tải lưới điện thành phố Thiên Tân lên hơn 14 triệu kW, tăng 23% so với một năm trước, khiến cơ quan công ích địa phương phải cắt cử nhân viên tuần tra các đường hầm dưới lòng đất mỗi ngày để đảm bảo ổn định hệ thống điện. Cục Thời tiết Quốc gia của Trung Quốc cũng phải đưa ra cảnh báo về say nắng sớm hơn gần 2 tuần so với những năm trước, khi nhiệt độ kỷ lục mới ở trong tháng 6 tấn công các thành phố trên khắp miền Bắc Trung Quốc. Được biết Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc. Trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh dương. Cảnh báo màu cam được đưa ra khi nhiệt độ tối đa vượt quá 40 độ C trong một ngày hoặc nhiệt độ tối đa duy trì trên 37 độ C trong 2 ngày liên tiếp. Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ, cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA vừa khai trương một cơ sở triển lãm mới với tên gọi Trung tâm thông tin trái đất tại trụ sở chính ở Washington trong ngày 21 tháng 6. Reuters cho hay những thông tin về trái đất đã được NASA trưng bày tại buổi lễ khai trương, gồm có những hình ảnh về thời tiết và môi trường được thu thập bởi hơn 20 vệ tinh do NASA, cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA và các tổ chức khác vận hành. Trung tâm cũng có một màn hình lớn thể hiện lượng mưa ở các địa điểm khác nhau trên trái đất. Nhờ đó, du khách có thể xem những nơi nào có nguy cơ bị thiệt hại do mưa lớn, cũng như quan sát tình trạng tan băng hàng năm ở Bắc Cực và Nam Cực. Ngoài ra, với màn hình hiển thị trực quan về ô nhiễm không khí, du khách có thể thấy khói từ các vụ cháy rừng gần đây ở Canada lan sang New York như thế nào. Được biết trung tâm sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 26 tháng 6 và một số màn hình có thể truy cập trực tuyến. NASA hy vọng cuộc triển lãm lần này sẽ giúp mọi người hiểu và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Quản trị viên Bill Nation cho biết hành động mỗi ngày của mọi cư dân trên trái đất đều có thể góp phần khắc phục tác động từ biến đổi khí hậu. Do đó, những dữ liệu từ vệ tinh cần phải dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người. Thưa quý vị, hôm 21 tháng 6, bất chấp dự báo thời tiết xấu, đám đông háo hức đổ về Water Farm ở hạt Somerset thuộc Tây Nam nước Anh tham dự lễ hội âm nhạc ngoài trời Glastonbury thường niên với vô số tiết mục âm nhạc đương đại như là khiêu vũ, hài kịch, kịch siếc. Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia Anh đã cảnh báo về các trận mưa rào rải rác xảy ra khắp nhiều vùng trên cả nước bao gồm khu vực phía Tây Nam. Tuy nhiên tại Somerset, tinh thần lễ hội không hề suy giảm. Bộ phận an ninh đã nhiệt tình hướng dẫn những người tham gia mang lình kỉnh đồ cắm trại tiến vào khu vực lễ hội, tránh tình trạng tắc nghẽn. Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 23 tháng 6. Sân khấu kim tự tháp đã được dựng lên lung linh. Được biết lễ hội Glastonbury đã được tổ chức trở lại vào năm ngoái sau 3 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, Barcelona, thủ đô Tây Ban Nha đang thu hút đông đảo du khách trong ngoài ngày nước nhờ nền văn hóa đa dạng, kiến trúc ấn tượng và biển địa trung hải tuyệt đẹp. Theo Reuters, hàng trăm ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về Barcelona để chiêm ngưỡng những tuyệt tác kiến trúc của kiến trúc sư Anthony Gaudí như Vương cung Thánh đường, Sagrada Familia, tòa nhà Casa Patro, hệ thống công viên tư nhân Parkwell. Không gian nghệ thuật sôi động của thành phố ven biển cùng các bảo tàng đã có phần đưa Barcelona thành một trong những điểm đến được du khách ghé thăm nhiều nhất ở châu Âu. Với dân số 1,65 triệu người và khu vực đô thị có ít nhất 3,3 triệu dân, Barcelona là trung tâm kinh tế văn hóa lớn của Tây Ban Nha. Reuters hôm 2 tháng 6 đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy khung cảnh mãn nhãn nhìn từ trên cao của thủ đô Cairo rộng lớn ở Ai Cập. Ở nơi này từng được bình chọn là thành phố không bao giờ ngủ. Greater Cairo, một vùng đô thị bao gồm Cairo và một phần của các tỉnh Giza và Qalibia, là nơi sinh sống của hơn 25 triệu người trong tổng số 110 triệu dân Ai Cập. Được biết chính phủ Ai Cập chuẩn bị chuyển đến thủ đô hành chính mới mất 60 tỷ đô la để xây dựng nằm ở rìa Cairo. Rồi tôi cho biết giới chức Ai Cập đang xem bùng nổ dân số là mối đe dọa cho các kế hoạch cải cách kinh tế của chính quyền. Trong năm qua, lạm phát ở quốc gia Bắc Phi đã tăng mạnh sau hàng loạt đợt phá giá tiền tệ, tình trạng thiếu ngoại tệ kéo dài và việc nhập khẩu hàng hóa vào nước này tiếp tục bị trì hoãn. Chuyển sang các tin tức nổi bật về văn hóa thể thao. Thưa quý vị, khi bình minh bắt đầu ló dạng trên đỉnh Cordillera Real của dãy núi Andes hôm 21 tháng 6, Hàng trăm người bản địa ở Bolivia đã cùng nhau đưa tay về phía mặt trời, đón những tia nắng đầu tiên trong thời tiết lạnh giá, mừng năm mới truyền thống từ năm 1531 của người Aymara. Guicacuri có nghĩa là sự trở lại của mặt trời, là lễ đón năm mới của cộng đồng Aymara sinh sống ở Bolivia, Chile và miền Nam Peru, diễn ra đúng vào ngày đông chí ở bán cầu Nam. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân bản địa sẽ đốt lửa trại, dâng lễ tế lên mẹ trái đất, cha mặt trời để cầu mong mùa màng bội thu, sức khỏe tốt và may mắn cho cả cộng đồng và nhân loại. Họ tin rằng cha mặt trời Antata Inti sẽ mang hơi ấm của mình đến trái đất vào dịp năm mới báo hiệu sự khởi đầu của mùa xuân. Ở châu Mỹ, thời tiền Tây Ban Nha, người dân bản địa phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp nên các nghi lễ của họ chủ yếu nhằm mục đích cầu cho các vị thần phù hộ để có một vụ mùa bội thu. Trong khi đó, hàng nghìn tu sĩ, du khách và người dân hóa trang thành Pháp Sư hôm 21 tháng 6 đã tập trung về khu vực vòng tròn đá cổ Stonehenge thuộc hạt Wiltshire phía tây nam nước Anh để chào đón ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm, đánh dấu sự khởi đầu của mùa hè ở Bắc Bán Cầu. Đám đông cùng nhau ngắm mặt trời mọc phía sau vòng tròn đá cổ xưa do tổ tiên xây dựng từ thời đồ đá cách đây hơn 4.500 năm. Trong ngày này, nhiều người cũng tập trung về các địa điểm thời tiền sử khác ở Anh, bao gồm Glastonbury Tor, một ngọn đồi thuộc hạt Somerset lân cận, nơi thu hút những người thờ phượng trong nhiều thế kỷ qua. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.